Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mời các bạn nghe tiếp phần 3 của truyện ngắn Người Con Dâu. Trong cái bồn tắm bằng gỗ, nàng tắm rửa kỳ cọ và mặc quần áo lót sạch sẽ. Tuy thân thể nàng nay đã sạch sẽ rồi, nàng không cảm thấy sạch sẽ bên trong. Nhưng nàng bỏ cái ý tưởng tự tử đi. Làm sao nàng không có mặt để trông nom cái hôn lễ sắp tới của con gái mình chứ? Tuy nhiên cái chuyện dơ bẩn này làm tim nàng đau đớn. Làm sao nàng có thể sống được? Làm sao nàng còn có thể ngẩng mặt nhìn người khác? Ngoài ra, liệu mẹ chồng nàng có bỏ qua cho nàng dễ dàng như thế không? Khi chồng nàng trở về, làm sao nàng... Mẹ chồng nàng đẩy tấm màn cửa ra, bộ mặt hăm dọa thò vào. Thôi Mẫn, mày làm việc đẹp lắm. Giữa thanh thiên bạch nhật mà mày phạm cái tội xấu hổ ấy và làm nhục nhà họ Trần tới 300 đời. Vậy mà, mày cũng biết tự tử đi. Mẹ, con, cái ông xã trưởng Lưu, ông ta cưỡng bức. Mẹ chồng nàng nhổ vào mặt nàng. Mày tưởng tao là đứa trẻ lên 3 tuổi hả? Bình thường mày đủ khỏe để xách 2 thùng nước. Tại sao mày không còn sức khi trông thấy thằng bất lương ấy? Từ lâu tao đã biết mày chỉ là một con đàn bà dâm đãng. Bất cứ khi nào chồng mày về, mày son phấn như một con điếm. Mày tưởng tao mù hả? Để tao nói cho mày biết, hãy tự trọng, thu thập đồ riêng của mày và bước ngay ra khỏi đây khi trời tối. Nếu không thì tao sẽ gọi mấy người trong làng đến đánh cho mày đến chết. Nhà họ Trần này không thể chứa một con đàn bà dâm đãng như mày. Mẹ, ai là mẹ của mày? Nói thế xong, bà già buông tấm màn xuống bỏ đi, để lại một căn phòng nóng ngột ngạt. Thôi Mẫn ngồi trong phòng, lau hết mồ hôi lẫn nước mắt. Đi khỏi nhà, được rồi. Nỗi lo lắng duy nhất của nàng là làm sao giải thích mọi chuyện cho An Phúc. Mặt trời ngả về tây, hắt những tia nắng vàng vào trong phòng. Thường vào giờ này, mụ đầy tớ Trương Tẩu đến gọi xem nàng có ở trong phòng không. Mụ ta thường nói, Trần Đại Nương, tôi thái thịt heo thế nào, thái vuông hay thái mỏng, món giá làm như thế nào, xương heo làm thế nào. Bây giờ mụ không gọi nàng nữa, toàn thể căn nhà dường như quá im lặng. Như thế có nghĩa là họ thực sự muốn xua đuổi nàng. Nàng còn có thể đi đâu chứ? Mẹ nàng chết đã lâu rồi. Nếu chú nàng biết lý do nàng bị đuổi đi, thì ông ta có chứa nhận nàng không? Chắc là không. Mẹ chồng nàng đòi nàng phải ra đi. Bà ta có ý muốn nàng phải tự tử. Vẫn tiếp tục lau mồ hôi và nước mắt, nàng bước lại tủ quần áo. Tại đó, nàng cất giữ tất cả những gì chồng nàng mua từ Thượng Hải. Lọ nước hoa, hộp phấn với hình một cô đào điện ảnh, chiếc quạt bằng gỗ đàn hương có tua bằng lụa hồng và một hộp son. Khi chàng ở nhà, nàng thường xức nước hoa sau khi tắm và bôi ít phấn hồng trước khi đi ngủ. Quay lưng khỏi chiếc tủ quần áo, nàng bước lại chiếc rương cô dâu. Trên đó, cả đống đồ tư trang cô dâu của Vân Thụy. Những chiếc mền bọc bằng lụa nhiều màu, đồ thêu, mặt dây chuyền bằng ngọc và khăn thêu. Rồi nàng quay nhìn cái giường. Một chiếc mền mỏng mùa hè bọc lụa hồ thủy nằm ở góc giường. Trên đầu giường, hai chiếc gối song song với nhau phủ áo gối. Một chiếc áo gối có một cuồng đen ở giữa vì chồng nàng thường dùng nhiều dầu chải tóc. Không, nàng không thể chết và sẽ không chết. Mẹ chồng nàng càng muốn nàng chết thì nàng lại càng cần phải sống. Nàng phải lo liệu đám cưới của con gái. Sau đó, khi con trai nàng đi Thượng Hải để vào đại học sau mùa hè, nàng phải lo sắp hành trang cho nó. Trên tất cả là chồng nàng đã có ý định đưa nàng đi Thượng Hải để nhìn đời. Nàng không thể tự tử được, nàng cũng không thể trở về làng cũ. Lưu Trường Khanh là một tên lưu manh, nhưng cũng là người được quân Nhật ưa thích. Ai trong làng dám xúc phạm hắn, làm sao nàng dám chống cự hắn? Nàng phải giải thích cái hoàn cảnh ấy cho cha mẹ chồng. Nhặt chiếc áo bị xé rách và chiếc áo nịt bên trong, nàng bước ra khỏi phòng. Mặt trời đã lặn rồi,
Tuy hoa viên vẫn còn ánh sáng, nhưng lối đi trong nhà đã tối rồi. Khi bước tới cuối hành lang, chân nàng chùn lại. Nỗi sợ hãi đã làm nàng tê liệt. Làm sao nàng có thể kể tất cả trước mặt bố chồng? Làm thế nào mẹ chồng có thể hiểu nàng trong cảnh ấy? Chắc chắn là bà ta sẽ dí chiếc đóm vào mặt nàng và nói: nếu mày thực tình muốn cưỡng lại Lưu Trường Khanh, mày có thể đập đầu vào chân giường mà tự vẫn. Khi nàng tới gần cửa phòng của cha mẹ chồng, nàng đứng như chôn chân tại đó, không có can đảm vén tấm màn cửa. Có người đang nói trong phòng, đó là Nghĩa Phần, chị chồng nàng. Mẫu thân ơi, hãy suy nghĩ lại đi. Nếu đuổi Thôi Mẫn đi thì mẫu thân sẽ làm cho tên lưu manh ấy tức giận đấy. Rồi hắn sẽ làm gì một khi hắn tức giận? Hắn sẽ giết người, sẽ đốt nhà này. Hắn có thể làm bất cứ điều gì. Giả dụ hắn không quan tâm đến việc làm của mẫu thân và không trả thù thì làm sao mẫu thân có thể giải thích cho An Phúc? Hai người là một cặp vợ chồng yêu thương nhau. Liệu An Phúc có tin mẫu thân không? Và nếu em con tin thì với một tính khí nóng nảy như em con, nó nhất định đánh nhau với thằng lưu manh ấy cho đến khi một người phải chết. Nếu An Phúc không tin mẫu thân thì liệu em con có tha thứ cho mẫu thân đã đuổi vợ nó đi không? Ngoài ra một khi Thôi Mẫn ra đi rồi, mẫu thân sẽ ăn nói thế nào với Đại Trí và Bân Thụy? Con sẽ đi bảo cho Thôi Mẫn biết có thể ở lại. Con sẽ nói là mẫu thân nói thế trong lúc nóng giận và nó không cần phải để tâm. Dẫu sao chỉ còn một tháng nữa là An Phúc về rồi, mẫu thân cần phải kiên nhẫn. Thôi Mẫn bỏ chạy dọc hành lang về phòng nàng, tim đập thình thịch. Ấn cái áo rách vào dưới gầm giường, nàng ngồi trên giường để bình tĩnh lại. Nàng sẽ tự giải thích tất cả cho An Phúc. An Phúc sẽ biết rõ nàng là một người đàn bà rẻ tiền hay không. Nhưng cái tháng kế tiếp là cái tháng dài nhất đời nàng. Một giây dài như một giờ như một ngày và một ngày là một năm. Nàng giống như một mẩu bánh nướng chiên đi chiên lại trong một chảo dầu sôi. Bố chồng nàng không nhìn nàng, mẹ chồng nàng thì chửi rủa nàng hàng ngày bằng cách nói bóng nói gió đến chuyện ấy, và hầu như muốn gọi nàng là một con điếm ngay trước mặt Vân Thụy. Trước đó Thôi Mẫn thường hầu trà bố mẹ chồng sáng và tối, bây giờ họ không cho phép nàng đụng tới những cái tách của họ. Vào bữa ăn, con ở thay thế nàng xới cơm và dâng khăn lau miệng cho họ. Tự động, Thôi Mẫn rơi xuống hàng đầy tớ và suốt ngày làm việc trong bếp. Trương Tẩu trước kia rất thân thiện với nàng và gọi nàng là Trần Đại Nương, bây giờ trở nên lạnh nhạt. Khi hỏi nàng, mụ chỉ hỏi trống không. Tất cả những sự trừng phạt này, tất cả những sự xúc phạm làm nhục từ bố chồng tới Trương Tẩu, nàng nhẫn nhục chịu đựng không hề nói gì. Cái nàng ngày đêm lo sợ nhất là một vài lời sầm sì đã tới tai con gái nàng, hoặc thái độ khinh bỉ của mẹ chồng nàng có thể gây nên một sự nghi ngờ. Nếu chuyện ấy xảy ra, nàng thực tình không muốn sống nữa. May mắn thay, Vân Thụy vẫn còn trẻ và quá bận tâm tới việc sửa soạn hôn lễ nên không để ý đến sự thay đổi thái độ trong nhà đối với mẹ nàng. Chỉ có một lần, Vân Thụy cảm thấy khó chịu khi tình cờ nghe thoáng câu chuyện của hai người thợ may tạm ở trong nhà để may quần áo cưới. Bà ta chỉ nhìn mũi, mũi chỉ nhìn xuống trái tim. Như thế tỏ ra bà ta rất đạo đức. Ai mà có thể tưởng tượng bà ta tăng tiệu với cái thằng họ Lưu bất lương ấy chứ. Ông bạn ngu lắm. Ông bạn không biết rằng đàn bà nhẹ dạ thường có cái bề ngoài đạo đức ư. Vân Thụy không để ý câu chuyện cho tới lúc nàng nghe thấy chữ đôi mắt xếch. Đúng lúc đó, mẹ nàng từ phòng trong tới để bàn luận điều gì với mấy người thợ may, và khi họ ngừng nói chuyện, Vân Thụy trông thấy họ trao đổi nhau bằng một cái nhìn ý nghĩa. Vì còn quá trẻ, nàng lập tức hỏi mẹ khi hai người trở về khu phòng riêng tối hôm đó. Mẹ, Lưu Trường Khanh có đến đây thường xuyên không? Mặt Thôi Mẫn tái mét ngay lập tức. May mắn là chiếc đèn dầu hôi trên bàn không sáng lắm, và nàng ngồi trên giường cách xa cái bàn. Lập tức nàng quay về phía cái giường, giả vờ tìm kiếm cây quạt. Nàng dùng quạt xua đuổi muỗi ra khỏi giường và buông mùng xuống. Vào lúc đó, tim nàng đã đập trở lại bình thường, và nàng trả lời: đã lâu không thấy hắn đến, trừ cái lần viếng thăm người bà con của con, cái ngày con ngủ bên đó đấy. Con ở nhà suốt ngày, sao còn hỏi mẹ?
Thế hắn có tình nhân không? Cái quạt rơi xuống đất, Thôi Mẫn không lượm lên. Nàng xõa tóc xuống chiếc áo mỏng nửa đen nửa trắng. Con chưa lấy chồng, tại sao con hỏi những câu như thế? Mẹ của con suốt ngày trong nhà, làm sao mẹ biết những việc bên ngoài? Con nghe thấy những chuyện ngồi lê đôi mách ấy ở đâu? Hai người thợ may, bác thợ may họ Trương, nhắc đến một người đàn bà mắt xích. À, ta nhớ rồi, Trương Tẩu một lần cũng nhắc người đàn bà đó. Bà ta là một quá phụ từ làng Lý Kiều, nếu mẹ không nhầm. Một người con gái da dáng như con phải bỏ ngoài tai những chuyện ngồi lê đôi mách này nhé. Con đã thêu xong đôi dép chưa? Thôi Mẫn chỉ còn cách đánh trống lảng rồi lảng đi chỗ khác, không dám đối mặt với con gái nữa. Khoảng nửa đêm, Vân Thụy thức giấc vì nóng quá. Căn phòng nàng kế cận phòng của mẹ, mọi cửa sổ đều mở hết, thế mà không có lấy một hơi gió nhẹ. Chiếc mùng buông xuống nặng nề như thể nặng tới một tạ. Khi nàng vừa thức giấc, nàng nghe thấy tiếng khóc. Nàng ngồi dậy và lắng nghe, cố xem ở hướng nào. Khi nàng biết là mẹ khóc, nàng kinh hoàng và chạy vội sang phòng mẹ. Nàng nâng chiếc mùng vài lần để đuổi muỗi và nhảy vào trong giường của mẹ như nàng vẫn thường làm hồi còn nhỏ. Nắm chặt một chiếc khăn tay ướt sũng, mẹ nàng nằm nghiêng, quay mặt vào tường, cả người ướt đầm mồ hôi. Quay người lại, Thôi Mẫn ôm chặt con gái và còn khóc lóc hơn nữa. Hai vú nàng ép vào vai con gái như hai trái banh nóng, làm cho nàng khó chịu. Con gái của mẹ, mẹ không sao cả, con đi ngủ đi. Tuy nói thế nhưng Thôi Mẫn vẫn ôm chặt con gái. Sau khi mẹ nàng bước xuống giường, Vân Thụy trông thấy một cục đen đen và cầm lên xem. Nhờ ánh sáng lờ mờ của mặt trăng qua cửa sổ, nàng nhận ra đó là cái lưới chụp tóc màu đen của cha nàng. Nàng cảm thấy nhẹ hẳn cả người. Mẹ ơi, mẹ nhớ cha phải không? Bên trong cái mùng nóng hẳn lên, nàng buông tay con gái và cầm chiếc quạt, quạt cho cả hai người. Trong vài ngày nữa, con sẽ là người đàn bà có chồng, thuộc về một gia đình khác. Trong những năm qua, con đã làm rạng rỡ tươi sáng những giờ cô đơn của mẹ. Khi con ra đi rồi... Mẹ ơi, con chỉ cách mẹ có 3 dặm đường thôi mà, mỗi tuần con về thăm mẹ vài lần. Mẹ cũng nghĩ thế, khi mẹ từ giã mẹ của mẹ để kết hôn với cha con. Nhưng sau khi mẹ về nhà chồng, mẹ đã dùng tất cả trái tim mẹ để làm cha con hạnh phúc và dần dần quên cả mẹ của mẹ. Bởi vậy, mẹ không mong đợi con sẽ về thăm mẹ luôn. Mẹ muốn con có một cuộc đời hạnh phúc với Sương Đức, việc ấy quan trọng hơn. Mẹ muốn con hạnh phúc với nó, cũng như cách mẹ sống với cha con. Mẹ ơi, hãy xin cha đem mẹ đi Thượng Hải một vài năm, con sẽ trông nom ông bà nội. Ngoài ra, còn có cô nữa. Khi cha về nhà, con sẽ nói chuyện với cha. Trong những năm vừa qua, đời sống của mẹ không dễ dàng thoải mái và cha sẽ không từ chối đâu. Vân Thụy kinh ngạc khi mẹ nàng lại bắt đầu khóc. Nước mắt của Thôi Mẫn rơi nhiều xuống chiếu như mưa rơi trên lá. Con yêu của mẹ, hãy đi ngủ đi. Mẹ sẽ nói chuyện với cha của con. Đi ngủ đi, phải nhớ rằng sau khi con lấy Sương Đức, con phải cố gắng tạo hạnh phúc cho cả hai vợ chồng. Như thế mẹ sẽ được yên lòng. Mẹ nàng đã nói đi nói lại những lời này trong quá khứ. Nhưng những lần đó bà không khóc. Vân Thụy bối rối một lúc thật lâu sau khi nàng trở lại giường, rồi nàng ngủ thiếp đi. Chỉ vài ngày nữa thôi, cả cha nàng và anh sẽ trở về nhà. Cuối cùng thì chồng Thôi Mẫn cũng trở về, rồi anh cũng sẽ biết chân tướng và sự việc đáng sợ kia. Liệu Thôi Mẫn có làm cho chồng mình thấu hiểu được nỗi khổ tâm của nàng không? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Bà ta rất đạo đức, ai mà có thể tưởng tượng bà ta tăng tiểu với cái thằng họ Lưu bất lương ấy chứ. Ông bạn ngu lắm, ông bạn không biết rằng đàn bà nhẹ dạ thường có cái bề ngoài đạo đức ư. Vân Thụy không để ý câu chuyện cho tới lúc nàng nghe thấy chữ đôi mắt xích. Đúng lúc đó, mẹ nàng từ phòng trong tới để bàn luận điều gì với mấy người thợ may, và khi họ ngừng nói chuyện, Vân Thụy trông thấy họ trao đổi nhau bằng một cái nhìn ý nghĩa. Vì còn quá trẻ
nàng lập tức hỏi mẹ khi hai người trở về khu phòng riêng tối hôm đó. Mẹ, Lưu Trường Khanh có đến đây thường xuyên không? Mặt Thôi Mẫn tái mét ngay lập tức. May mắn là chiếc đèn dầu hôi trên bàn không sáng lắm, và nàng ngồi trên giường cách xa cái bàn. Lập tức, nàng quay về phía cái giường, giả vờ tìm kiếm cây quạt. Nàng dùng quạt xua đuổi muỗi ra khỏi giường và buông mùng xuống. Vào lúc đó, tim nàng đã đập trở lại bình thường, và nàng trả lời, đã lâu không thấy hắn đến, trừ cái lần viếng thăm người bà con của con, cái ngày con ngủ bên đó đấy. Con ở nhà suốt ngày, sao còn hỏi mẹ? Thế hắn có tình nhân không? Cái quạt rơi xuống đất, Thôi Mẫn không lượm lên. Nàng xõa tóc xuống chiếc áo mỏng nửa đen nửa trắng. Con chưa lấy chồng, tại sao con hỏi những câu như thế? Mẹ của con suốt ngày trong nhà, làm sao mẹ biết những việc bên ngoài? Con nghe thấy những chuyện ngồi lê đôi mách ấy ở đâu? Hai người thợ may, bác thợ may họ Trương, nhắc đến một người đàn bà mắt xích. À, ta nhớ rồi, Trương Tẩu một lần cũng nhắc người đàn bà đó. Bà ta là một quá phụ từ làng Lý Kiều, nếu mẹ không nhầm. Một người con gái da dám như con phải bỏ ngoài tai những chuyện ngồi lê đôi mách này nhé. Con đã thêu xong đôi dép chưa? Thôi Mẫn chỉ còn cách đánh trống lảng rồi lảng đi chỗ khác, không dám đối mặt với con gái nữa. Khoảng nửa đêm, Vân Thụy thức giấc vì nóng quá. Căn phòng nàng kế cận phòng của mẹ, mọi cửa sổ đều mở hết, thế mà không có lấy một hơi gió nhẹ. Chiếc mùng buông xuống nặng nề như thể nặng tới một tạ. Khi nàng vừa thức giấc, nàng nghe thấy tiếng khóc. Nàng ngồi dậy và lắng nghe, cố xem ở hướng nào. Khi nàng biết là mẹ khóc, nàng kinh hoàng và chạy vội sang phòng mẹ. Nàng nâng chiếc mùng vài lần để đuổi muỗi và nhảy vào trong giường của mẹ, như nàng vẫn thường làm hồi còn nhỏ. Nắm chặt một chiếc khăn tay ướt sũng, mẹ nàng nằm nghiêng, quay mặt vào tường, cả người ướt đầm mồ hôi. Quay người lại, Thôi Mẫn ôm chặt con gái và còn khóc lóc hơn nữa. Hai vú nàng ép vào vai con gái như hai trái banh nóng, làm cho nàng khó chịu. Con gái của mẹ, mẹ không sao cả, con đi ngủ đi. Tuy nói thế nhưng Thôi Mẫn vẫn ôm chặt con gái. Sau khi mẹ nàng bước xuống giường, Vân Thụy trông thấy một cục đen đen và cầm lên xem. Nhờ ánh sáng lờ mờ của mặt trăng qua cửa sổ, nàng nhận ra đó là cái lưới chụp tóc màu đen của cha nàng. Nàng cảm thấy nhẹ hẳn cả người. Mẹ ơi, mẹ nhớ cha phải không? Bên trong cái mùng nóng hẳn lên, nàng buông tay con gái và cầm chiếc quạt, quạt cho cả hai người. Trong vài ngày nữa, con sẽ là người đàn bà có chồng, thuộc về một gia đình khác. Trong những năm qua, con đã làm rạng rỡ tươi sáng những giờ cô đơn của mẹ. Khi con ra đi rồi... Mẹ ơi, con chỉ cách mẹ có 3 dặm đường thôi mà, mỗi tuần con về thăm mẹ vài lần. Mẹ cũng nghĩ thế, khi mẹ từ giã mẹ của mẹ để kết hôn với cha con. Nhưng sau khi mẹ về nhà chồng, mẹ đã dùng tất cả trái tim mẹ để làm cha con hạnh phúc, và dần dần quên cả mẹ của mẹ. Bởi vậy, mẹ không mong đợi con sẽ về thăm mẹ luôn. Mẹ muốn con có một cuộc đời hạnh phúc với Sương Đức, việc ấy quan trọng hơn. Mẹ muốn con hạnh phúc với nó, cũng như cách mẹ sống với cha con. Mẹ ơi, hãy xin cha đem mẹ đi Thượng Hải một vài năm, con sẽ trông nom ông bà nội. Ngoài ra còn có cô nữa, khi cha về nhà con sẽ nói chuyện với cha. Trong những năm vừa qua, đời sống của mẹ không dễ dàng thoải mái, và cha sẽ không từ chối đâu. Vân Thụy kinh ngạc khi mẹ nàng lại bắt đầu khóc. Nước mắt của Thôi Mẫn rơi nhiều xuống chiếu như mưa rơi trên lá. Con yêu của mẹ, hãy đi ngủ đi, mẹ sẽ nói chuyện với cha của con. Đi ngủ đi, phải nhớ rằng sau khi con lấy Sương Đức, con phải cố gắng tạo hạnh phúc cho cả hai vợ chồng, như thế mẹ sẽ được yên lòng. Mẹ nàng đã nói đi nói lại những lời này trong quá khứ, nhưng những lần đó bà không khóc. Vân Thụy bối rối một lúc thật lâu sau khi nàng trở lại giường, rồi nàng ngủ thiếp đi. Chỉ vài ngày nữa thôi, cả cha nàng và anh sẽ trở về nhà. Cuối cùng thì chồng Thôi Mẫn cũng trở về, rồi anh cũng sẽ biết chân tướng và sự việc đáng sợ kia. Liệu Thôi Mẫn có làm cho chồng mình thấu hiểu được nỗi khổ tâm của nàng không? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé.
Trong vài ngày nữa, con sẽ là người đàn bà có chồng, thuộc về một gia đình khác. Trong những năm qua, con đã làm rạng rỡ tươi sáng những giờ cô đơn của mẹ. Khi con ra đi rồi... Mẹ ơi, con chỉ cách mẹ có 3 dặm đường thôi mà, mỗi tuần con về thăm mẹ vài lần. Mẹ cũng nghĩ thế, khi mẹ từ giã mẹ của mẹ để kết hôn với cha con. Nhưng sau khi mẹ về nhà chồng, mẹ đã dùng tất cả trái tim mẹ để làm cha con hạnh phúc và dần dần quên cả mẹ của mẹ. Bởi vậy, mẹ không mong đợi con sẽ về thăm mẹ luôn. Mẹ muốn con có một cuộc đời hạnh phúc với Dương Đức, việc ấy quan trọng hơn. Mẹ muốn con hạnh phúc với nó, cũng như cách mẹ sống với cha con. Mẹ ơi, hãy xin cha đem mẹ đi Thượng Hải một vài năm, con sẽ trông nom ông bà nội. Ngoài ra, còn có cô nữa. Khi cha về nhà, con sẽ nói chuyện với cha. Trong những năm vừa qua, đời sống của mẹ không dễ dàng thoải mái và cha sẽ không từ chối đâu. Vân Thụy kinh ngạc khi mẹ nàng lại bắt đầu khóc. Nước mắt của Thôi Mẫn rơi nhiều xuống chiếu như mưa rơi trên lá. Con yêu của mẹ, hãy đi ngủ đi. Mẹ sẽ nói chuyện với cha của con. Đi ngủ đi, phải nhớ rằng sau khi con lấy Dương Đức, con phải cố gắng tạo hạnh phúc cho cả hai vợ chồng. Như thế mẹ sẽ được yên lòng. Mẹ nàng đã nói đi nói lại những lời này trong quá khứ, nhưng những lần đó bà không khóc. Vân Thụy bối rối một lúc thật lâu sau khi nàng trở lại giường, rồi nàng ngủ thiếp đi. Chỉ vài ngày nữa thôi, cả cha nàng và anh sẽ trở về nhà. Cuối cùng thì chồng Thôi Mẫn cũng trở về, rồi anh cũng sẽ biết chân tướng và sự việc đáng sợ kia. Liệu Thôi Mẫn có làm cho chồng mình thấu hiểu được nỗi khổ tâm của nàng không? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Đi, phải nhớ rằng sau khi con lấy Dương Đức, con phải cố gắng tạo hạnh phúc cho cả hai vợ chồng. Như thế mẹ sẽ được yên lòng. Mẹ nàng đã nói đi nói lại những lời này trong quá khứ, nhưng những lần đó bà không khóc. Vân Thụy bối rối một lúc thật lâu sau khi nàng trở lại giường, rồi nàng ngủ thiếp đi. Chỉ vài ngày nữa thôi, cả cha nàng và anh sẽ trở về nhà. Cuối cùng thì chồng Thôi Mẫn cũng trở về, rồi anh cũng sẽ biết chân tướng và sự việc đáng sợ kia. Liệu Thôi Mẫn có làm cho chồng mình thấu hiểu được nỗi khổ tâm của nàng không? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Cùng thì chồng Thôi Mẫn cũng trở về, rồi anh cũng sẽ biết chân tướng và sự việc đáng sợ kia. Liệu Thôi Mẫn có làm cho chồng mình thấu hiểu được nỗi khổ tâm của nàng không? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.